Đình Hoàng Thái kính chào quý khán giả của người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 năm 2016. Thưa quý vị, ngày hôm nay là kỷ niệm đúng 75 năm mà quân phiệt Nhật Bản đã dùng máy bay kamikaze, tức là tự sát tấn công một chân châu cảng thuộc tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ. Và ngay sau đó một ngày thì nước Mỹ đã tuyên chiến với nước Nhật cuộc chiến từ năm 1941 cho tới năm 1945 chấm dứt sau khi Hoa Kỳ đành phải bỏ hai chiếc bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki buộc quân Việt Nhật và Thiên Hoàng phải đầu hàng vô điều kiện. May mắn cho nước Nhật lúc đó là nước chiến thắng là Hoa Kỳ và đặc biệt là thống thống tướng MacArthur đã có một chính sách đối xử hết sức là đúng đắn và nhân đạo cho nên đã không buộc Nhật Hoàng phải đích thân đầu hàng và có gấp tướng lãnh Nhật Bản mà thôi. Và đồng thời hiến pháp của Nhật Bản năm đó cũng được xem là một hiến pháp rất nhân đạo do cái sự uh, hỗ trợ của Hoa Kỳ khiến cho phụ nữ Nhật có thể được đi bầu. Trở lại phần tin tức ngày hôm nay thì thưa quý vị một trận động đất đã xảy ra tại tỉnh Aceh ở phía bên Indonesia với cường độ lên tới 6.5 trên địa chấn kế Richter khiến cho tối thiểu là 97 người bị thiệt mạng và rất nhiều người bị thương, trong đó có đàn bà và con nít. Tin của các hãng thông tấn cho biết là các lực lượng cứu trợ, cứu trợ đang tìm cách đào sới những cái đống đất và người ta hy vọng rằng có thể tìm được những người sống sót hoặc ít nhất là có thể tìm thấy được thêm những thi thể, những người xấu số. Trần đồng đất đã phá hủy hàng trăm các cửa tiệm, các đền thờ Hồi giáo, và rất nhiều khu vực khác ở một cái thị trấn tên là Bidjira thuộc tỉnh Aceh. Tổng thống Indonesia là ông Yoko Widodo đã lập tức ra lệnh cho tất cả mọi toán cứu trợ hãy nỗ lực để mà cứu những người còn sống sót. Thưa quý vị, năm 2004 thì một trận động đất khủng khiếp đã xảy ra tại Indonesia và khu vực biển chung quanh khiến cho tối thiểu là 80.000 người Indonesia bị thiệt mạng và toàn vùng con số tử vong lên tới 200.000 người. Liên quan đến Tổng thống tân cử Donald Trump, thưa quý vị, ông Donald Trump sáng nay đã tiết lộ với báo chí và đài CNN rằng trong thời gian vừa qua thì ông đã xin ý kiến, tức là nhờ Tổng thống Barack Obama cho những lời khuyên liên quan đến những nhân sự của nội các mà ông Donald Trump bổ nhiệm. Trả lời phóng viên của đài NBC, ông Donald Trump nói rằng ông đã hỏi ý kiến Tổng thống Barack Obama nhiều lần và ông hỏi rằng nên chọn người này hay là nên chọn người kia và ông hỏi bằng một thái độ hết sức là đúng đắn và thành khẩn à, ngay lập tức thì tòa bạch ốc nói rằng hai bên có nói chuyện với nhau nhưng mà hoàn toàn phủ nhận cái chuyện là tổng thống barack Obama đã có một ảnh hưởng cách nào đó tới cái việc chọn người vào nội các của ông donald trump ngày hôm qua thì phó tổng thống joe biden đã lên tiếng ca ngợi một số nhân vật trong nội các sắp tới của ông donald trump à, nói rằng những người này là những người xứng đáng À, trong khi đó ông uh, Joe Biden cũng tỏ ra quan ngại với một số nhân vật khác mà ông uh, Joe Biden không nêu tên một cách đích danh. Uh, thưa quý vị um, uh, cái lời ca ngợi của ông Donald Trump đối với ông um, Barack Obama rằng ông Obama là một người rất là tốt vân uh, vân, khiến cho người ta nhớ rằng trong chiến dịch tranh cử thì ông Trump đã không tiếc lời gọi là chỉ trích ông uh, tổng thống Barack Obama và cho rằng ông Obama không sinh tại Hoa Kỳ mà sinh ở Kenya vì lý do đó cho nên không thể trở thành Tổng thống Mỹ được. Người ta nói đó là chính trị, tức là nói thế này rồi sau đó nói thế khác. À, cũng liên quan đến ông Donald Trump thì thưa quý vị hôm nay tin tức dợ rõ lắm rồi. Cái cuộc điện đàm hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua giữa ông Donald Trump và Tổng thống vừa mới đắc cử ở bên Đài Loan là bà Thái Anh Văn đã gây ra một cái sự khó chịu rất nhiều cho giới lãnh đạo Bắc Kinh. Thì bây giờ người ta biết rất rõ là không phải là ông Donald Trump ngấu hứng mà nói chuyện với bà Thái Anh Văn Mà là một sự chuẩn bị rất kỹ uh, Tin của tờ Washington Post cho biết là đây là một quyết định có tính toán trước Kể cả quyết định mà công bố cái nội dung cuộc điện đàm giữa hai người uh, Cú điện thoại của Tổng thống Đài Loan là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị Và đã được thảo luận rất kỹ trong nội bộ của um, Tổng thống uh, đắc cử uh, Donald Trump Thưa quý vị, một chuyên gia về Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ trong cái thời từ 2001 cho đến năm 2005 là giáo sư Stephen Yatt nói rằng là, và ông khẳng định là tên tuổi của bà Thái Anh Văn đã được đưa ra thảo luận rất sớm trong danh sách những nguyên thủ quốc gia mà ông Donald Trump sẽ gọi điện thoại khi mà ông lên um, cầm quyền tại tòa Bạch Ốc và chưa kể là chung quanh ông Donald Trump hiện ngày hiện nay thì có một số người rất thân với Đài Loan. Thí dụ cái người mà vừa được ông Donald Trump bổ nhiệm vào vai trò là tránh văn phòng tương lai tức là chip of staff là ông Prius thì ông có rất nhiều mối quan hệ với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Ngay lập tức thì tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc tức là cái loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra một khuyến cáo rằng đừng bao giờ nghĩ là ông uh, Donald Trump là người thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao và quân sự. Chỉ có điều là cái quan điểm ngoại giao và quân sự của ông Donald Trump không thích hợp với nền tảng quan hệ hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Uh, uh, một trong những người giữ một vai trò quan trọng trong cái mối hiệp liên hệ hiện nay giữa Đài Loan và Hoa Kỳ đó là cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ là ông Bob Dole. Thưa quý vị hiện nay ông Bob Dole làm việc cho một cái tổ hợp luật sư có tên là Anston uh, and Bird có trụ sở từ Washington DC. Đây là một cái tổ hợp luật sư mà uh, chuyên môn đi vận động hành lang do người Đài Loan uh, bỏ tiền ra. Và tin của đài CNN cho biết là ông Bob Do đã nhận một cái khoản tiền 150.000 Mỹ Kim trong cái giai đoạn từ tháng 5 cho tới tháng 11 vừa qua. Tức là trước ngày có kết quả bầu cử 8 tháng 11. Với số tiền này, trung bình ông nhận vào khoảng 20.000 Mỹ Kim một tháng để làm một công việc thôi là dàn xếp cho cái chuyện mà ông Donald Trump nếu đắc cử tổng thống thì sẽ nói chuyện với bà Thái Anh Văn. Văn phòng của ông Donald Trump thì nói rằng cái người mà chủ động gọi là bà Thái Anh Văn chứ không phải là phía bên Hoa Kỳ. Nhưng mà đó chỉ là cái cách giải thích thôi. Với tất cả những tin tức người ta cho thấy rằng với sự vai trò của ông Bob Doar đó và vai trò của ông Prius thì chắc chắn là cái việc chủ động gọi đây là phía ông Donald Trump. Ngày hôm qua trong một cái bài diễn văn cuối cùng về vấn đề an ninh quốc gia đọc ngay tại căn cứ không quân MacDill Air Force Base tại Tampa, Florida. Tổng thống Barack Obama đã nói rằng cái phương pháp tra tấn tù binh, nhất là những tù binh bị giam giữ, thí dụ như tại Guantanamo chẳng hạn, mà sử dụng cái phương pháp tra tấn chấn nước thì hoàn toàn sẽ không có hữu hiệu thế nào cả. Và phương pháp đó chỉ nhằm chỉ có thể dẫn tới những hậu quả là khích động những cái kẻ mà theo chủ nghĩa cực đoan hoặc là nhà nước hồi giáo khủng bố có thể gọi là dùng đó là một cái lý cớ để mà tuyển dụng người tấn công Hoa Kỳ và những các quốc gia tây phương khác. Tổng thống Barack Obama nói điều này thì rất rõ ràng là nhắm vào ông Donald Trump. Bởi vì ông Trump trong giai đoạn tranh cử, ông đã từng nói rằng nếu mà ông đắc cử thì ông sẽ phục hồi lại cái phương pháp tra tấn bằng hình thức chấn nước chính vì lý do đó cho nên ông uh, giám đốc cơ quan tình báo CIA nói rằng uh, ông Trump làm cái điều đó thì hoàn toàn trái với những quy định về mặt hiến pháp uh, của nước Mỹ bởi vì trước kia đã có một vài lần thời tổng thống Bush con uh, một số nhân viên tình báo Hoa Kỳ đã sử dụng phương pháp chấn nước và sau đó thì lên lúc mà ông Obama lên cầm quyền ông đã ra lệnh là cấm triệt để cái phương pháp chấn nước đó trong bài diễn văn ngày hôm qua đọc tại MacDill Air Force Tampa, thì Tổng thống Barack Obama nói rằng chúng ta phải tiến hành một phương pháp khác để diệt khủng bố, thí dụ như là dựa trên những tin tức tình báo hết sức là đặc biệt tại các chiến trường Syria, Afghanistan, Iraq, vân vân Và chúng ta phải làm việc một cách chặt chẽ với lãnh đạo những quốc gia như là Afghanistan để mà diệt trừ quân Taliban, làm việc với Iraq và tại Syria để diệt trừ những thành phần khủng bố Hồi giáo cực đoan thay vì dùng phương pháp chấn nước bởi vì nó không phải là cái tiêu chuẩn nhân đạo của nước Mỹ. Thưa quý vị, ngày hôm qua có một cuộc họp báo đặc biệt của ứng viên của Tổng thống tân cử Donald Trump và Tổng giám đốc của một cái tập đoàn tư bản lớn của Nhật Bản đó là tập đoàn SoftBank. Ông Tổng giám đốc này có tên là Masayoshi. Tập đoàn SoftBank chuyên đầu tư về dụng cụ điện tử không có dây và internet thì CEO của tập đoàn này thông báo với ông Donald Trump rằng họ sẽ bỏ ra một khoản tiền là 50 tỷ Mỹ Kim đầu tư vào nước Mỹ và với khoản tiền này thì họ có thể tạo ra được 50.000 công ăn việc làm. Cuộc họp báo giữa hai người đã được tổ chức ngay tại Trump Tower ở New York City. Và ông Trump trong lúc gặp gỡ báo chí thì ông bảo rằng trong lúc đối thoại với ông CEO của tập đoàn SoftBank này đó Thì ông Masayoshi nói rằng uh, tập đoàn SoftBank sẽ không bỏ số tiền đã đầu tư như thế nếu người đắc cử không phải là ông Trump mà là bà Clinton Đó là lời ông Trump Chúng ta chưa biết uh, phía bên bà Clinton có phản ứng gì không về lời tuyên bố này quốc hội hoa kỳ hôm qua, thứ hai vừa qua đã đưa ra một cái bản tuyên bố mà được xem như là lời tuyên chiến với tổng thống đắc cử donald trump à, quốc hội tại california do đảng dân chủ kiểm soát nói rằng nếu ông donald trump muốn bắt di dân bất hợp pháp thì phải bước qua xác của những vị dân cử à, dân chủ tại california nếu ông trump muốn xây tường ở biên giới giữa california và mexico thì phải hỏi ý người dân thậm chí Uh, các vị dân cử tại California còn đòi um, chi tiền để huấn luyện luật sư di trú nhằm giúp cho di dân bất hợp pháp và đòi đóng cửa các trại giam di dân bất hợp pháp tại California. Tin của báo Sacramento Bee cho biết là trong cuộc họp báo thì quốc hội thì dân biểu Anthony Rendon thuộc đảng dân chủ đơn vị Paramount hiện đây là chủ tịch hạ viện của California nói rằng tất cả chúng ta đã nghe quá nhiều lời xúc phạm, tất cả chúng ta đã nghe quá nhiều lời dối trá và tất cả chúng ta đã nghe quá nhiều lời đe dọa. Nếu ông Trump muốn bắt uh, những người di dân bất hợp pháp thì họ, ông Trump phải bước qua xác những người dân cử dân chủ tại California. Uh, các nhà lập pháp California đã thông qua một cái nghị quyết nói rằng California nhất định đoàn kết để phản bác chính trị dựa trên thù ghét và đầy các sắc tộc khác đi ra khỏi nước Mỹ và các vị dân cử California kêu gọi ông Donald Trump không nên theo đuổi chính sách trục xuất làm gia đình ly tán nhằm trục xuất di, um, di dân hoặc uh, dựa trên những yếu tố không rõ ràng và vô lý. thượng nghị sĩ Kevin De Leon là đảng dân chủ um, đơn vị bầu cử Los Angeles và là trưởng khối hạ viện, xin lỗi quý vị trưởng khối thượng viện tại California đã kêu gọi ông Donald Trump và Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Cộng hòa kiểm soát là đối xử với các gia đình và trẻ em di dân một cách nhân bản với một chút tự trọng và kính trọng. Phát biểu mạnh mẽ nhất có lẽ là lời của ông dân biểu Mark Levin, Đảng Dân Chủ ở thị trấn San Rafael. Ông nói rằng những người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc và chống lại người Do Thái không nên được làm việc trong tòa bạch ốc. Lời phát biểu này hàm ý nhắc đến ông Steve Bannon, một trong những người quản trị trang tin cực hữu tên là Breitbart News và ông này vừa được tổng ông Trump chọn làm chiến lược gia chính cho ông Trump. Cái trang news này làm trang tin tức thu hút rất nhiều người mang chủ nghĩa dân tộc và những người chống văn hóa đa chủng tộc. Thưa quý vị, ngay lập tức thì một số nhà lập pháp Cộng hòa tại California đã có phản ứng Họ nói rằng phía dân chủ đã làm xấu mặt một người chưa chính thức nhậm chức tổng thống tại Hoa Kỳ. Liên quan đến tài sản của ông Trump và có vấn đề mâu thuẫn quyền lợi hay không khi mà ông nắm giữ một tài sản khổng lồ như vậy và ông làm tổng thống. Tin hóa thông tấn UPI trích thuật lời phát ngôn viên của ông Donald Trump. Ngày hôm qua cho biết là ông Donald Trump đã bán toàn bộ cổ phần các uh, uh, cơ sở thương mại của ông vào tháng 6 vừa qua để nhằm mục đích tránh những cái sự mâu thuẫn về quyền lợi. Cái lời loan báo này được đưa ra khi ngày hôm qua ông Donald Trump cho biết là ông hủy bỏ cái hợp đồng với tập đoàn sản xuất máy bay Boeing để nhằm mục đích sản xuất một chiếc Air Force One mới với trị giá là 4 tỷ Mỹ Kim. Air Force One nhằm để đưa cho Tổng thống Hoa Kỳ đi đây đi đó. Thì cái vì Boeing là một tập đoàn mà trong đó ông Donald Trump có cổ phần cho nên ông loan báo như thế và ông bảo rằng dĩ nhiên là muốn Boeing làm ăn khấm khá nhưng mà số tiền 4 tỷ too much nhiều quá. Hiện nay theo tin của UPI cho biết là ông Donald Trump có 150 loại cổ phần khác nhau trong rất nhiều các tập đoàn tư bản. Trong đó có cổ phần tại Amazon, tại Apple, Boeing và Visa vân vân. Tuy nhiên phát ngôn viên của ông nói rằng ông đã bán tất cả cổ phần tại những công ty này vào tháng 6 vừa qua. Tuần vừa qua thì ông Trump tuyên bố là ông sẽ có cuộc họp báo sắp tới đây với gia đình ông tại New York để loan báo là ông sẽ giao toàn bộ cái vấn đề quản trị cái đế quốc tư bản của ông cho con cái. Mặc dù ông nhấn mạnh rằng theo đúng luật pháp thì ông không có bổn phận phải làm như vậy. Nước Đức, Đức, bà nữ thủ tướng Angela Merkel đột nhiên có một cái lập trường mà được mô tả là nghiêng về phía hữu khi bà nói chuyện sáng nay với Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo tức là Christian Democratic Party bà bảo rằng bà sẽ ra lệnh cấm phụ nữ các quốc gia Hồi giáo mang cái khăn che mặt bực ca bà bảo rằng cái điều này có nghĩa là show your face là hãy trương cái mặt quý vị ra, bởi vì nếu mà mặc một quần áo kín từ đầu tới cuối mà che cả mặt nữa bằng cái phần bờ ca đó thì rõ ràng nó không thích hợp và bảo bảo rằng cái lệnh cấm này nên được áp dụng ở bất kỳ nơi nào mà là có thể cấm được. À, hiện nay thì à, bà Merkel được xem như là một người có một khuynh hướng dân chủ cởi mở con sót lại tại Châu Âu thì vì lý do đơn giản là nếu như bà Marie Le Pen của Pháp đắc cử hay là những khuynh hướng gọi là dân tộc khác đắc cử tại Pháp đó, thì người ta ngờ rằng các quốc gia sẽ trở lại cái khuynh hướng co cụm dân tộc như thời trước kia. Bà Angela Merkel đã từng được hoan hô bởi vì năm 2015 bà đã ra lệnh nhận một triệu người di dân, người Hồi giáo vào nước Đức sinh sống. Và cuối cùng là tin liên quan đến mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Hãng thông tấn UPI trích thuật bản tin của một cái tờ báo quốc phòng bên Trung Quốc là tờ Kanwa Asian Defense cho biết là nhà cầm quyền Bắc Kinh đã điều động một khối lượng máy bay và hỏa tiễn khá lớn ra sát biên giới với Ấn Độ. Những cái loại hỏa tiễn này được điều động từ phía bên tây tạng tức là cái phần đất của một dân tộc mà đã bị nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc chiếm giữ và điều động một cái phần vũ khí khác từ phía tây của tỉnh Tứ Xuyên. Bản tin của Canwa Asian Defense cho biết là uh, phía Bắc Kinh đã điều động những cái loại máy bay như là Gen 11 đây là một loại máy bay phản lực hai động cơ được uh, Trung Quốc sản xuất năm 1998 nhằm mục đích có thể cạnh tranh và đối đầu với phi cơ của Mỹ như là chiếc F-15 Eagle hoặc là chiếc Typhoon của các quốc gia Âu Châu uh, tin của hãng thông tấn UPI nói rằng cái cuộc điều quân này của Trung Quốc uh, tại biên giới Ấn Độ để phòng một cái trường hợp căng thẳng giữa đôi bên và Bắc Kinh sẽ không ngỡ ngàng nếu mà tình hình trở nên một cách đồi tệ hơn. Chúng ta cũng biết là biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã từng xảy ra chiến tranh ở trong cái lịch sử cận đại. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.